tôi nghe được cái tin hôm nay trải nghiệm thì là chúng tôi dậy sớm để đi thử trải nghiệm xem như thế nào. Tôi thấy là xe đẹp, sạch sẽ, thiết kế cái sàn nó thấp thì nó lên xuống nó dễ, thuận tiện về cao tuổi người ta. Khi đi xe thông thường mùi xăng dầu thì tôi rất là sợ, nhưng mà khi đi xe buýt điện thì không mùi xăng dầu nữa thì tôi cảm thấy rất là thoải mái. Nếu mà xe buýt này triển khai tại thành phố Hà Nội thì sẽ tạo ra môi trường sống xanh sạch hơn. Qua cái app đó mình biết được rằng là lộ trình của xe bao nhiêu phút nữa thì tới nơi này, bao nhiêu phút nữa thì có một chuyến xe này. Nói chung là mình thấy rất là tiện và rất là phù hợp cả với người trẻ và những người mà trung tuổi. Mình không cần phải đợi lâu nữa, cái thanh toán hình thức thanh toán thì rất là nhanh chóng. Nếu như cái tuyến đường nào mà nó tiện với lại cái tuyến đường mà có xe buýt thì mình sẵn sàng như thế, mình không cần phải lái xe. Tuyến buýt điện thì cũng nằm trong cái chủ trương của cái tuyến mở mới của thành phố, vụ mới này, các khu đô thị mới này, các khu vực ngoại thành chưa có xe buýt tiếp cận này, thì một nhiệm vụ quan trọng nữa là phải kết nối thật tốt với các loại hình đường sắt, nâng dần cái tỷ lệ các cái xe buýt điện từng bước thay thế các cái xe buýt điện hiện nay vào các tuyến buýt truyền thống trước đây, để chúng ta tăng cái tỷ lệ xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch lên.